Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thực hiện. Để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị Viện Kiểm sát truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập bà Hàn Ni đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Quá trình điều tra xác định, các bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật. Hành vi của hai bị can này là vi phạm luật an ninh mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Bị can Trần Văn Sĩ khai nhận, việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản liên quan đến việc từ thiện. Những phát ngôn của ông Sĩ đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty Cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện hàng hữu. Trong khi đó, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai, việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội, có những lời lẽ xúc phạm đến bản thân. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung của bà Hằng. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong một ngày, có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 4 người bào chữa cho bà Hàn Ni. Sáng ngày 19 tháng 2 tại tòa chung cư Techco Hưng Thịnh, phường Hưng Lộc, thành phố Vinh đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 703 tầng 7, tòa nhà gồm 7 tầng. Ngay sau đó nhận được tin báo, lực lượng chức năng chữa cháy đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa. Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 19 tháng 2, một ngọn lửa được phát ra tại căn hộ 703 tầng 7 của tòa nhà 7 tầng thuộc chung cư Hưng Thịnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tổ chức lực lượng, phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt, không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe ô tô con gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn ngày 18 tháng 2, làm 3 người tử vong. Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế này đã chở 4 người của một gia đình trú tại tỉnh Thanh Hóa đi trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn theo hướng Nam Bắc. Ô tô con đã va chạm với xe đầu kéo đang đi cùng chiều phía trước. Sau đó, ô tô con tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều và va chạm với một ô tô khác rồi lao xuống vực. Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến cho 3 mẹ con hành khách tử vong. Những người còn lại liên quan trong vụ tai nạn bị thương nhẹ. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc, cũng như những bất cập và đẩy mạnh tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này. Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ xe khách bị cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Sáng ngày 19 tháng 2, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Phú Yên lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội. Khi xe đến xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe chỉ có 4 người. Khi phát hiện xe bị cháy, tài xế đã cho xe tấp vào lề, người đi trên xe kịp thoát ra nên không có thiệt hại về người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường phun nước dập tắt lửa, nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến xe bị thiêu rụi còn trơ khung. Lực lượng chức năng đã điều xe chuyên dụng đến để di chuyển xe bị cháy, trả lại sự thông thoáng cho tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Trong vài năm trở lại đây, tai nạn do pháo nổ đều gia tăng trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nặng ở bàn tay. Và rõ ràng tiếng pháo vui chẳng thấy đâu, chỉ thấy gia đình mất Tết và nạn nhân thì mang thương tật suốt cả đời. Những thanh niên này đều đang ở độ tuổi sung sức nhất, là lao động chính trong gia đình. Thế nhưng trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết, do đốt pháo mà bàn tay bên phải thương tích nặng nề. Người thì mất cả bàn tay,
người thì mất các đầu ngón tay. Sáng mùng 1 thì tôi về quê tôi chúc Tết thì quả pháo ngay bờ tường thì nó lổ tay, không kịp tránh nên nó toát hết tay. Như bệnh nhân Hiếu này thì cái tổn thương hôm đấy vào mùng 2 Tết thì tổn thương là gần như bạn cầm cái pháo đây sao này, nó lổ hết toàn bộ cái, nó toát hết toàn bộ cái vùng gân cơ ở đây, lộ hết xương, vỡ vụn cái đầu xương này. Từ gân ngoài vào trong, là từ trong ra ngoài là vỡ vụn xương này, lát gân này, rồi tổ chức phần mềm là không còn hình thù nữa. Cái ba cái ngón này cũng vậy, nó trơ hết cái đầu xương mà không có vật liệu nào để che phủ cái đầu xương cả. Cái tổn thương rất phức tạp. Tổn thương pháo nổ năm nay là tổn thương gần như dập nát và vỡ xương rất là nhiều. Khả năng phục hồi vận động là tiên lượng là rất tương đối kém. Tổn thương pháo nổ nó không đặc thù, nó không giống những tổn thương do mình sang chấn do những vật sắc, vật nhọn, vật cứng, mà đa phần là tổn thương nó bị lổ, nó bị lát vụn hết cả phần mềm, lẫn phần xương, lẫn phần cơ, lẫn phần gân. Thế đâm ra là khi mà mình khâu phục hồi tái tạo, mình tạo hình lại thì nó không có chất liệu tại chỗ để tạo hình. Thế đâm ra là đa phần là những tổn thương nó sẽ để lại hậu quả rất là nặng nề. Nó sẽ đa phần là mình sẽ phải làm những cái mỏm cụt. Thế khả năng vận động, phục hồi lao động của bệnh nhân sau này là rất là hạn chế. Dịp Tết năm nay, chỉ riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận 10 ca cấp cứu do pháo nổ. Bộ Y tế cho hay, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. 315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Có thể thấy, tai nạn do pháo nổ đã trở thành vấn nạn trong dịp Tết. Điều đáng lưu ý, hầu hết các nạn nhân gặp nạn do pháo tự chế, loại pháo to, sức công phá lớn. Lực lổ của pháo năm nay là rất là lớn, có thể là năm nay là pháo dùng toàn pháo to sao? Cái lực lổ là vỡ hết vụn hết xương, vụn hết toàn bộ vùng xương, vùng đầu ngón. Và năm nay là pháo tự chế rất nhiều. Pháo tự chế là những cái pháo mà họ anh em tự mua về, tự chế, tự cuộn. Thế nên là pháo là thuốc rất nhiều, thế đâm ra sức lổ, sức công phá rất lớn. Thế cộng với cái tiêu chuẩn, tiêu chí là không có, đâm ra là nhiều khi là châm pháo rồi tí nữa không thấy cháy lổ là tự gian ra cầm một cái là lúc đấy mới lổ. Các bác sĩ lo ngại, nếu người dân không có ý thức tự giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình, thì nạn pháo tự chế khó được kiểm soát. Vì trên thực tế, dù bị cấm, lực lượng an ninh các địa phương thường trực, nhưng cũng rất khó phát hiện. Vì trong đêm giao thừa, mùng 1 Tết, đồng loạt các gia đình đều đốt pháo, có cả pháo hoa lẫn pháo nổ. Giữa những âm thanh lẫn lộn đó, rất khó phát hiện đâu là pháo nổ để xử lý các đối tượng vi phạm. Từ nhiều tháng nay, người dân xã Ea Trà Rang, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã bức xúc và gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi lợn thịt Phúc Huy Gia Lai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Huy Gia Lai. Doanh nghiệp này đã cam kết với người dân và chính quyền địa phương sớm khắc phục. Tuy nhiên đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Trang trại chăn nuôi lợn thịt Phúc Huy Gia Lai có quy mô 13,6 ha tại thôn Kiến Thiết, xã Ea Trà Rang, đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2023. Tính đến tháng 11 năm 2023, trang trại này đã xuất bán 3 lứa lợn, hiện đang nuôi lứa thứ tư với 16.000 con lợn thịt, trọng lượng khoảng 50kg một con và 7.000 con lợn cái sữa. Qua kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm của trang trại này trong việc bảo vệ môi trường. Cụ thể như một bể bioga bị thủng, khí bị xỉ ra ngoài, thời gian bị thủng từ đầu tháng 10 năm 2023, khí bioga chưa được thu gom và đốt bỏ mà để xỉ ra môi trường. Khu vực chứa phân chưa được phun chế phẩm giảm thiểu mùi, chưa trồng đầy đủ vành đai cây xanh xung quanh dự án để giảm thiểu phát tán mùi hôi. Nói thời gian qua thì một số trang trại đã ảnh hưởng cái môi trường đối với khu vực chăn nuôi, tác động đến cái việc mà đời sống cũng như là cái sinh hoạt thường ngày của người dân. Chính vì thế mà vừa rồi thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã có cái kết luận là sẽ không thống nhất các cái chủ trương đầu tư các cái trang trại chăn nuôi trên địa bàn của huyện trong cái thời gian đến.
Trên địa bàn huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hiện có 10 dự án chăn nuôi. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết yêu cầu các trang trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.